Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathedral Cuộc Sống Pháp. Thì Dung chúc cho cô chú anh chị có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Thì Dung đang chuẩn bị một món ăn với lại gan ngỗng. Thì giờ mời cô chú anh chị táo thì món Dung với gọt bỏ cái phần cái lõi chính giữa và mình để vỏ, xong rồi mình sắc thành muối, rồi mình cho một chút bơ vào chảo và Dung sẽ đi chiên vàng hai mặt táo. Mình cũng có thể sử dụng cái loại táo xanh chua thì nó cũng ngon nữa, nhưng mà Dung mua được chỉ có loại táo đỏ này thôi. Bây giờ Dung sẽ đi trở mặt táo, cái này chiên cho nó chín mềm mềm thôi cô chú anh chị. Dung sử dụng lại cái chảo này để Dung đi làm đường caramel. Bây giờ đường tan thì Dung sẽ cho một muỗng canh giấm vào. Cái này mình làm giấm basilic hoặc là giấm jerez hoặc là cái loại giấm với lại trái mâm xôi cũng rất là ngon. Sau đó thì Dung thêm một chút xíu tiêu vào. Và cuối cùng thì mình sẽ thêm hoa của muối. Dung sẽ làm cho cái hỗn hợp này kẹo kẹo lại một chút và mình nêm cho cái vị nó ngọt ngọt. Tại vì hôm nay Dung làm gan ngỗng đó cô chú anh chị, thì khi mà ăn kèm với lại gan ngỗng thì mình cho cái hậu nó ngọt ngọt một chút. Bây giờ Dung sẽ đi chiên cái gan ngỗng này. Gan ngỗng này là nó còn sống và nó đông lạnh đó cô chú, cho nên là mình áp chảo cho nó mỗi mặt một phút rồi mình sẽ đi làm chín tiếp ở trong lò nướng. Mà cái này mà chiên thì không cho dầu mỡ nha cô chú anh chị, tại vì cái gan ngỗng nó ra mỡ rất là nhiều. Dung cho vào lò nướng trong vòng 5 phút nữa. Bây giờ thì mình trình bày ra dĩa thì với vài bước đơn giản thôi là Dung đã có một cái món salad rang ngỗng rất là ngon luôn. Có táo và áp chảo với bơ nè, rất là thơm nữa. Khi mà cái mùi táo mình làm chín ở trong bơ của chú anh chị rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì Dung sẽ cho một ít salad trộn vào, rồi mình sẽ cho gan ngỗng lên. Dung làm, Dung thấy người ta làm mà trang trí cái dĩa đó cô chú anh chị thì mỗi cái có một chút thôi. Người ta cho vào trong cái khuôn. Có người thì người ta táo này thì người ta cắt hạt lựu nhỏ ra nữa, rồi cho gan ngỗng lên trên, nhìn rất là đẹp. Không, nhưng mà còn anh em mình ăn ở nhà thì mình làm sao coi cho nó được thì thôi. Bây giờ Dung sẽ cho cái nước sốt giấm được với cái caramel lên. Rồi mình thêm một chút hoa của muối lên nữa. Cái này thì Dung cũng không có biết rành lắm đâu chú anh chị, tại vì Dung thấy nó để là hoa fleur de sel mà mình cũng không có biết là cái phần nào của. Với vài bước đơn giản thì Dung với ông xã Dung đã có bữa ăn trưa rồi, thì Dung mời cô chú anh chị ra bàn ăn cơm cùng với gia đình Dung nhé. Cái món gan ngỗng ăn kèm với táo này rất là phổ biến ở các món khai vị của các nhà hàng gastronomic, hoặc là ông sếp ông hay làm trong tiệc cưới đó cô chú anh chị, đưa vô thực đơn khai vị hoặc là la aperitif. Xin chào bà cô chú, bon appétit. Bánh mì này mình mua ở tiệm á cô chú anh chị, mà người ta vừa mới ra lò nó vẫn còn nóng mà nó rất là giòn luôn. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung làm cái
món gan ngỗng với lại bơm hình cuộc tiếng bơm này bơm cái gì alo cảm thấy quý vậy mua mứt gần đem về đó cô chú anh chị. Nhưng mà cô chú anh chị ăn gan ngỗng béo Dung nhé. Thì cái gan ngỗng này là gan ngỗng sống người ta đông lạnh đó cô chú. Nhưng mà Dung xin salad nè. Cái này giống như một món salad vậy đó. Bon. Ouais, j'ai fait cuire mon gras quand l'autre jour qu'on mangeait. Regarde la recette. Pourquoi regarder la tête? Il faut pour le truc comme ça. Tu sèmes là? On a marié un truc comme ça, non? Il vient d'arriver là. Ở cái làng bên cạnh Dung á cô chú anh chị, làng Gayak á, có tổng thống Emmanuel Macron đang về thăm đó cô chú anh chị, tại vì sắp tới bầu cử á. Bầu cử De quoi? Pour les députés. Ouais, pour les députés, ouais. Bầu rồi bầu cái gì đó? Thủ tướng rồi này kia hay sao chú kêu mình là minister đó. Dung hứa rằng kêu Dung đi bầu, Dung sắp đến Dung đi. Ông đang về cái làng cái bên đó của chú anh chị. Mà hồi sáng ông xã Dung rủ Dung đi coi, nhưng mà Dung nói rồi đó gặp được đâu. Rồi giang sự tập 20 km thôi. Ouais. Il est passé là moi aussi ou pas? Non. Non. C'est un grand village peut-être. Hein? C'est le village plus grand. Gan ngỗng này á là Dung mua để Dung làm tiệc cho ngày lễ của mẹ đó của chú anh chị, nên mình hôm rồi mình làm, nhưng mà xong rồi Dung cũng không có làm, nhưng mà để lại là kỷ niệm ngày lễ của cha. Thì giờ Dung sẽ lên thực đơn món này với món cá hồi gavlax. Nói chung là khách thích ăn cái gì thì mình làm cái đó thôi. Khách họ thì Dung làm một cái menu là nửa tay nửa ta đó. Khai vị thì mình sẽ ăn món Pháp, rồi món chính thì sẽ ăn ăn đồ Việt. Non, non. C'est pas si bon, hein? C'est ça, non? Cái gan ngỗng này á là người ta lựa cái loại một cho mình đó cô chú anh chị, thì nó đỡ ít có mỡ. Còn nếu mà mình mua nguyên cái gan ngỗng ở trong siêu thị á, mà phải biết mua sống á, cho nên nó rất là mềm, rất là khó để chiên. Thà Dung làm đông lạnh như vậy này nó không có vỡ. Nhưng mà các nhà hàng thì người ta cũng làm như vậy thôi, mà họ cắt sẵn cho mình rất là đẹp nữa. Nhưng mà cái gan ngỗng này cô chú anh chị nó mềm như là bơ, bỏ vô trong miệng nó tan luôn á. Bánh mì á cô chú anh chị, Dung mua tiệm bánh mì á, là Dung mua cái ổng thì nó chín đen vậy nè, là nó giòn, chứ mà Dung mua cái loại mà nó vàng vàng á là nó kiểu như nó chưa có đủ chín đó, mình ăn vậy mình không thích, nó mềm, mình ăn như vậy thì nó giòn ngon lắm. C'est trois en gâteau, non? Ouais. De la salade un peu si tu veux. Oui, ça va bien. Cái này mình mua 3 ổ là được tặng ổ. Vô mua bánh mì á, mà mua nhiều ăn không hết á cô chú anh chị. Là mình bỏ trong tủ đông.
Thế xong rồi khi nào ăn á, cái đem bỏ rã ra ngoài chừng 20 phút vào là nó mềm lại như mới, ngon lắm. Còn muốn nữa thì cho vô lò nướng, nướng nhẹ nhẹ lại một chút, rất là ngon luôn. C'est quoi les fleurs de sel là chérie? C'est bizarre. C'est le meilleur, c'est le meilleur du sel. Mais c'est où? C'est dessous, dessous là? Dessus là? C'est le top du sel. Ouais. Mais après il y a le goût, hein. Pas fou. Attention parce qu'il y a de l'arnaque aussi là. Hein. Fleur de sel? Ah ouais. Ouais, c'est pas. Faut acheter la marque ou... Tu vas acheter chez un Lidl. Thì cái nói nhỏ lớn giờ ăn muối kho quẹt lớn lên mà ngu lắm cô chú anh chị ơi, đâu có biết cái hoa muối là cái phần nào đâu. Dung thiệt luôn, không biết ngồi Dung hỏi vậy chứ Dung nhiều khi giờ không biết hai vợ chồng mình nói đúng không nữa. À, để Dung nói ông xã Dung, để mai mốt có dịp về Việt Nam á, mình đi thăm những cái ruộng muối á, thì xin những cái ruộng muối vô mình coi cho biết. Ở vùng biển gần quê Dung cũng có rất là nhiều muối. Chariot, non? Le truc à cheval, là. Ah, le chariot, oui. Hein? Tu vois, entièrement? C'était très beau. Oh, si tu veux, ouais. C'était très beau. Ça, c'est la salade. Tu veux? Non, ça va. Hein? Bon, la pomme? Deux pommes, ouais. Hein? C'est bon, ouais, la pomme. Ouais. Elle a mis le goût. Ouais, ouais. Et ça, c'est, tu vois, un jour où tu fais la réveillon, tu vas faire un truc comme ça. Hein? À l'entrée? À l'entrée, ouais. Là, tu m'as engueulé parce que ce four, tu ne veux pas acheter. Non, ça sert ce four. Tu connais rien. Ông nói dùng mới của chú anh chị. Bữa hôm ông mua mua đồ thiết bị nhà hàng á, Dung la á, mà ai dè Dung xài nhiều nhất. À, không có hai em nhỏ đó cô chú anh chị, thì Dung làm cái món gì nhanh nhanh gọn gọn. À, bữa trưa của hai vợ chồng Dung cũng rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon. Nhưng mà cái ăn cái gà ngỗng này cô chú anh chị nó rất là nhiều calorie đó, cho nên là chủ yếu là salad mình ăn nhiều hơn là gà ngỗng. Tạm biệt em cô chú. Je vais travailler. On va voir qui c'est. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha cô chú anh chị. Và Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian ăn trưa cùng với vợ chồng Dung. Thì hôm nay Dung làm cái món gan ngỗng salad đó cô chú ơi. Rất là đơn giản với lại pom, với lại cái đường caramel với giấm. Rất là ngon luôn. Thì cái món này mình như bỏ túi là để chuẩn bị cho những cái tiệc nồi này kia đó, hoặc là những dịp lễ của chú anh chị thì Dung hay làm. Thì Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và Dung chúc cho cô chú anh chị có buổi chiều vui vẻ bên gia đình. Tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video lần sau.